chạy vào tư chiến với lại VBL hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2023. Bò mới về trại em gồm có bê pháp kem, mà chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem tham khảo, em xét chuồng chốt rồi em xe nhà giao tận nơi. Xe trước thì em giao cho khách ở Long Thành Dầu Dây ha, theo nhu cầu của khách, không đăng cho nên em không có đăng lên ha. Xe trước thì về nguyên xe về Long Thành Dầu Dây, xe sau thì em mới về đó, khách đăng xem bò rồi chốt. Trại bò em cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị ta hồ lựa chọn con giống gồm ba bê pháp kem.